Hôm nay chúng ta trong phòng có hai ca nha, hai ông cụ tuổi khoảng 70 nên nằm ở khoa ngoại nha, nhập viện vì cái vàng da đơn thuần. Vàng da đơn thuần là sao? Là bệnh nhân xuất hiện vàng da nhưng mà không có đau, không có sốt cũng chưa, và cả hai trường hợp này khi nhập bệnh khoa đều theo dõi cái tình trạng thắt mật, đúng chưa? Tại vì nằm ở khoa ngoại mà. Nhưng mà khi trong quá trình thăm khám lâm sàng và làm một số cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh đấy, thì trong hai ca có một ca lại là hóa ra là vàng da tại gan, còn một ca đúng là thắt mật nha. Cho nên là hôm nay chúng ta nhân tiện có hai ca này nằm ở đây, chúng ta sẽ học nha cách thăm khám trên lâm sàng. Thì cận lâm sàng nó đã quá rõ rồi, quá dễ để chẩn đoán rồi. Cái điều quan trọng là khi ta thăm khám lâm sàng để chúng ta làm cách nào ta phân biệt được đâu là một trường hợp vàng da tại gan, đâu là một trường hợp vàng da sau gan hay còn gọi là thắt mật nha. Các bạn thấy ông cụ đầu tiên, ông cụ năm nay là được cái quay con thẳng cái mặt không chỉ cái gì thì quay cái đấy rồi. Năm nay bác nhiêu tuổi bác? Sinh nhật 54. 54, 90, đúng 90 tuổi, rất là khỏe nha. Vàng da tăng dần đơn thuần, không có đau, không có sốt nha. Thì ông cụ sụt cân nhiều không nè? Có sụt cân nhiều không? Chúng ta thấy bệnh nhân làm sao? Dạ. Da thì vàng rất là sậm, đúng chưa? Thứ hai nữa là gì? Bệnh nhân khai đi cầu phân trắng luôn ấy. Và cụ thể là gì? Chúng ta vừa mới thăm được ràng, chúng ta lấy cái mẫu phân ra, đúng là có màu, không có màu của mật, hay gọi là phân đất sét hay là phân cứng cỏ nha. Nếu mà cái đó là tắt hoàn toàn, nếu trường hợp nó tắt nó còn xuống được chút mật thì cái màu nó có thể hơi nhạt chút xíu. Thế cho nên về mặt y khoa thì hiện tại có dùng hai cái từ là gì? Phân nhạt màu và phân bạc màu, hiểu vấn đề chưa? Phân nhạt màu là có mật xuống nhưng mà ít, còn phân bạc màu là gì? Là không có và còn không có mật. Còn cái từ dân gian là gì? Là phân đất sét hay là phân cứng cò thì dành cho những trường hợp tắc hoàn toàn nghe. Và cái đó là gì? Đó là triệu chứng cơ năng ha. Rồi chúng ta quay lại ông cụ này, ta thấy là bệnh nhân vẫn còn 90 tuổi, vẫn còn rất là khỏe khoắn, không có phù nha. Da niêm thì vàng sậm, bệnh nhân này không có biểu hiện thiếu máu nha. Ngón tay này vẫn bình thường, không có dấu hiệu ngón tay vù trống nè, đúng chưa? Tuy nhiên là bệnh nhân có cái dấu hiệu của bệnh lý gan mãn tính nha, biểu hiện bằng cái dấu hiệu là gì? Là lòng bàn tay son, có không? Lòng bàn tay son đây ha. Rồi một thứ hai nữa là chúng ta tìm những cái dấu hiệu khác chứng tỏ bệnh nhân có cái bệnh lý gan mãn nha. Là thứ gì là gì? Là chúng ta sẽ xem coi bệnh nhân này có nữ hóa tuyến vú hay không ha, có teo tinh hoàn hay không, có những cái dấu sâu mạch nào trên thành ngực hay thành bụng hay không. Để không thấy. Yeah, rồi cuối cùng là gì? Là chúng ta sẽ cái điều quan trọng nhất là chúng ta khám bụng. Yeah, trên một bệnh nhân có vàng da, thì cái động tác khám bụng nó sẽ quyết định đến 70% cái chẩn đoán là bệnh nhân này vàng da thuộc cái chuyên khoa của ngoại hay là chuyên khoa của nội. Khi khám bụng chúng ta kiếm những dấu hiệu gì? Gan to, túi mật to, các cái u ở trong bụng, đúng chưa? Đặc biệt là u ở cái vùng thượng vị. Nhớ chưa? Ba cái dấu hiệu quan trọng nhất để chúng ta nghĩ đến là một trường hợp vàng da là của ngoại khoa là gì? Là gan to. Thứ hai nữa là túi mật to. Thứ ba nữa là u trong bụng. Nếu có u trong bụng mà bệnh nhân có vàng da thì bao giờ cũng chẩn đoán đầu tiên là vàng da ngoại khoa. Nhớ do nguyên nhân gì, thứ phát hay là nguyên phát gì đấy chúng ta tính sau. Thứ hai nữa, nếu thấy túi mật căng to thì hầu như chắc chắn là bệnh nhân này vàng da của ngoại khoa, nghĩa là có tắc mật nha. Và thứ ba nữa là gì? Bệnh nhân có gan to thì tùy vào cái gan to đấy tính chất như thế nào nha, mà chúng ta sẽ kết luận này là cái vàng da này của nội hay của ngoại. Như thế thì rút lại là gì? Cái gan to trong ngoại khoa nó khác gì với cái gan to trong nội khoa? Cái gan to trong nội khoa là gan gì? Tại sao trong nội khoa cái gan nó to? Sơ gan, nguyên nhân thường gặp nhất là sơ gan, viêm gan, đúng rồi, viêm gan. Nhưng mà viêm gan thì cũng nằm ở lĩnh vực khác nha. Trường hợp này bệnh nhân này vàng da sậm
nha. Hoàng gia sọng, nếu mà bệnh nhân gan to thì cái gan đó phải tính chất như thế nào để chúng ta nghĩ là cái gan này gan có nội khoa, gan tính chất như thế nào chúng ta nghĩ là gan này gan có ngoại khoa nha. Nếu mà gan to cứng chắc bởi sắt nha, gan to cứng chắc bởi sắt nha, thì đó là những cái dấu hiệu của sơ gan thì chúng ta nghiêng về cái người nội khoa nhiều hơn, đúng chưa? Còn nếu là gan to vừa phải mà bờ tù thì ta nghiêng về gan to do ứ mật, không được vấn đề chưa? Nếu là gan cứng, gan ứ mật, gan mà ứ mật nha, mà nó cứng thì chứng tỏ là ứ mật diễn tiến mãn tính, thì lúc đó cái mật độ của gan nó cũng chắc. Nói tóm lại là sao? Nói tóm lại là nếu bờ tù nha, đừng có điều chỉnh gì hết, điều chỉnh thôi nó sẽ tắt, đang chỉnh. Nếu là cái gan ở bờ tù thì người ta nghĩ là gì, là ứ mập rồi mới sơ. Còn nếu là gan bờ sắt thì ta nghĩ là sơ rồi sau đó là có vàng da, có thể có tắc mật hay không nha. Rồi khám bụng ông cụ này, chúng ta thấy cái bụng bệnh nhân thì sao nha, không có bàn hệ ha, đúng chưa? Bụng không có bè, đúng chưa? Chứng tỏ là sao, là thầy không có nghĩa là có dịch bám trong bụng đâu nha. Rốn thì sao, cũng không có lồi, không có gì đặc biệt ở vùng rốn này hết nha. Giờ chúng ta khám tập trung ở cái vùng dưới xương bên phải, chú ý hai cái dấu hiệu là gì, gan to và túi mật to. Anh cụ có hai chân lên giùm cháu chút. Đúng rồi, thả lỏng, khám hai bàn tay nha. Anh cụ thở đều, thở sâu, thả lỏng cái bụng giùm cháu. Nên nhớ là chúng ta khám đừng có để những cái ngón tay của chúng ta ở phía trên cơ thân bụng, ở phía ngoài, để trên đây nó khó sờ lắm. Tại vì sao, chỗ này là chỗ thành bụng nó dày nhất, đúng chưa? Cho nên là cảm nhận khối nào trong bụng nó khó hơn là ở ngoài đây. Thứ hai nữa là thành bụng, cơ thân bụng chỗ này nó có cái ngấn, thì khi mà chúng ta sờ vào cái ngấn đấy, chúng ta cứ tưởng lầm là sờ vào cái bờ ra. Cho nên tốt nhất là sờ ở ngoài cơ thân bụng nha, sờ bằng hai bàn tay, một phía sau một phía trước nha. Bệnh nhân yêu cầu bệnh nhân là sao, thả lỏng, hít thở sâu. Bàn tay chúng ta sẽ di chuyển theo cái nhịp thở của bệnh nhân. Bệnh nhân nào khi bệnh nhân phình lên thì ta nâng bàn tay lên, khi mà nào bệnh nhân xẹp cái bụng xuống thì ta lại thúc bàn tay vô nha. Và cái hướng là sao, hướng là chúng ta sẽ hất lên trên để chúng ta tăng cơ hội đụng cái bờ gan. Thả lỏng cái bụng. Ở đây sờ không thấy gì hết, chúng ta mới bắt đầu có sờ trong đây nha, trong đây thả lỏng. Cụ này khỏe ghê, cơ cũng còn chắc nữa. Okay. Sờ thêm một cái khối gì đây nha, không có rõ là di động hay không nha, không có rõ là bờ gan hay là cái bờ của túi mật, cái khối nha. Nhưng mà có một cái tính chất mà thầy cảm nhận được á, là có thể phân biệt được cái là cái gan to hay là cái túi mật to, hay nó túi mật to hay là cái u của gan, cái chất đó là cái gì. Tôi sờ thử xem, cảm nhận hai vùng này và vùng này đúng chưa? Bên thì nó xẹp hoàn toàn, như gì bên nó có cái gì nó đầy đầy, có khối gì bên dưới, và khối đó có tính chất gì để chúng ta nghĩ là u gan hay là u túi mật hay là cái u gì khác. Thấy tính chất gì? Rồi, bề mặt phẳng, gì nữa? Cạnh không có sắt. Rồi, gì nữa? Mật độ cứng. Gì nữa? Như thế thì trơn láng, tù, bờ tù, mật độ cứng thì nó là cái gì? À, thấy nó căng chứ. Nó căng hơn, căng hơn đây này, chỗ này nè, căng luôn, căng hơn thì nó đang hôi lắm nhỉ. Chỗ này nè, chỗ này rõ nhất nè, ông cụ thả lỏng giùm chó trước nè. Đây, thả lỏng cái bụng, ông cụ khỏe ghê cho nên cái cơ bụng nó cũng chắc ấy. Đây nè, chỗ này nè, căng, nó trở lại. Nó có tính chất đang hôi nữa.
cái bệnh nhân này có cái tính chất một cái khối ở cái vùng dưới sườn bên phải. Những cái khối này nó nằm bên dưới cơ thân bụng, cho nên nó là một cái thử thách của về mặt kỹ thuật thăm khám đấy. Tuy nhiên nếu chúng ta khám kỹ, nó sẽ cảm nhận nó hơi căng của một cái tổ chức, một cái tạng nào đấy nó cứ chứa dịch bên trong. Thì chỉ có hai trường hợp thôi, là gì, là nang gan hay là túi mật căng co thôi nha. Thì được, trên một bệnh nhân có vàng da như thế này, có phân bạc màu thế này, túi mật căng to, khẳng định luôn là tắc mật, mà cái vị trí tắc của nó nằm ở bên dưới lỗ đổ của ống túi mật. Nói tóm lại đây là một trường hợp vàng da tắc mật nha, ngoài gan nha, bên dưới lỗ đổ của ống túi mật. Nhưng mặc dù bệnh nhân này cũng có dấu chứng của bệnh lý gan mãn là cái gì, là cái lòng bàn tay son. Gan này bệnh nhân này thật sự không thấy to, và dưới không sờ được. Cô hút thuốc lá nhiều không? Cái này nè, và gan đây nè, đây nè nha. Rồi, cái đầu tiên nha, u đầu tụy. Nhớ chưa, nhớ một số tính chất khi thăm khám chưa? Nên nhớ là trong các tạng trong bụng á, cái tạng mà khi nó phì đại ra đấy, thì cái tạng nào là dễ khám nhất, tạng nào dễ khám nhất? Tạng hay có u trong bụng nha, tạng nào có u, nào có u của tạng nào nha, mà khi chúng ta khám dễ khám nhất, dễ phát hiện ra nhất, gan của túi mật. Đúng chưa, gan túi mật, tại vì sao, khi nó phát triển ra nó nằm ngay bên dưới thành bụng ha, nằm ngay bên dưới thành bụng, cho nên chúng ta sờ đúng kỹ thuật ta phát hiện dễ thôi ha. Và nhớ là gì, nếu là túi mật to thì một cái khối dưới sườn phải nha, mật độ căng nha, bờ tù nha, di động theo cái nhịp thở của bệnh nhân, và cái bàn tay chúng ta khám chúng ta không có thể lắc được giữa cái khối đó và cái bờ sườn. Nhớ bốn tính chất đấy: căng, bờ tù, di động theo nhịp thở, không lắc được ngón tay giữa cái khối đấy và bờ sườn thì nó là túi mật ha. Còn nếu là nang gan thì sao, nang gan thì sao, cũng căng nhưng mà bờ không có tù, cái bờ đó là cái bờ của gan. Nhớ rõ gì nữa, không lách được ngón tay, đúng chưa, cũng có di động theo nhịp thở, cho nên là cái nang gan thì giống ba tính chất, còn một tính chất thì nó khác với túi mật, đồng ý không? Đấy. Còn nếu là một cái u nào đấy vùng dưới sườn phải thì sao, ví dụ như là u đại tràng gốc gan thì sao, nó không có căng, nó là mật độ của cái mô mềm, mô đặc, đúng như nó có mật độ của mô đặc. Thứ hai là gì, nó có di động theo nhịp thở không? Không, tại vì nó không có liên kết trực tiếp với cái gan. Nghe, thứ ba nó là gì, có lắc ngón tay được giữa cái u đó và mọi sườn không? Được nha, cho nên chỉ có một tính chất là gì, là dưới sườn phải thôi ha. Cho nên là bữa nay chúng ta sẽ học cách phân biệt ba cái khối u dưới hạ sườn phải. Dưới sườn phải là gì, là u gan, nang gan nha, túi mật căng to và u đại tràng gốc gan. Chính viên hai về lập cái bảng cho thầy nha, dựa vào bốn tính chất đấy, bốn hàng, bốn cột nha. Một là u gan, hai nang gan, ba là túi mật căng to, thứ tư u đại tràng gốc gan nha. Rồi bốn hàng là gì, là dưới sườn phải nha, căng, không lắc ngón tay được dưới bờ sườn, giữ khối u vào bờ sườn và di động theo nhịp thở của bệnh nhân. Nhớ chưa, bốn hàng bốn cột, thứ sáu này thầy sẽ kiểm tra lại nha. Rồi qua đây chúng ta sẽ học cái ca vàng da tại gan.